Rồi, xin chào anh chị các bạn, trở lại với chuyên đồng chơi. Hôm nay em quay cái Xpander Premium phiên bản màu đỏ. Hiện nay thì tại Mitsubishi Bắc Ninh vẫn còn xe sản xuất 2022. Tuy nhiên thì màu nó khá hạn chế. Và hiện nay thì với xe 2022, bên em đang hỗ trợ giảm tiền mặt tương đương vào khoảng 15 triệu của xe 2023. Với phiên bản Premium thì bên em đang có chương trình là tặng tham 360. Cụ thể giá bán chung kết thì chắc là anh chị liên hệ trực tiếp qua bên em nhé, để mình báo giá qua từng khu vực và giá bán. Đặc biệt là các bác ở Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh thì bên em hỗ trợ rất là cạnh tranh, mình nên cân nhắc để liên hệ và mua được cái xe có giá tốt nhất nhé. Đây, màu đỏ. Trên kênh của em cũng đã quay cái mã màu mới, màu xanh nâu, đúng không ạ, của Xpander. Hôm nay thì xe về rất là nhiều, đầy đủ các màu luôn, đỏ, trắng, đen, bạc, màu xanh mới. Đây, đây là màu bạc, cũng là phiên bản Bre nhé. Đấy, với Xpander Bre hiện nay mình lăn bánh đâu đó khoảng 700, hơn 700 một chút được. Thật sự là xe này vẫn đang rất hợp lý, và một số đầu xe cạnh tranh như là Stargazer, Toyota Veloz, đúng không ạ? Cụ thể giá bán các đầu xe kia thì chắc là em update ngay trong video tiếp theo, mình cân nhắc giúp em. Với bản Xpander Premium, đây là bản bán chạy nhất rồi. Chúng ta có cam 360 đã được lắp trên xe này rồi. Xe này là xe bọn em chuẩn bị bàn giao khách hàng. Tầm này còn xe 22 mình mua cũng rất hợp lý đấy ạ. Giá rẻ hơn ít nhất là 10 triệu giá niêm yết rồi. Chương trình khuyến mại thì tất nhiên là sẽ tốt hơn bản 2023. Đây, 360 này. Xe này thì mới về nên bên em cũng chưa lắp lên màn hình cho anh chị. Đấy, màu đỏ này là màu đỏ tươi nhé. Mình nhìn bọn em quay dưới nắng thực tế luôn. Anh chị em 9495 Mạnh Hòa đấy, hoặc là còn đang có nhu cầu mua xe màu đỏ thì mình có thể cân nhắc tham khảo. Với các bác vay mua trả góp thời điểm này, hiện nay lãi suất các bên nó giảm khá khá rồi, trung bình đâu đó vào khoảng 10-11%. Tuy nhiên thì với các bác có hồ sơ tài chính tốt ấy, thì mình có thể tham khảo gói vay cố định 1 năm, 2 năm, 3 năm và đặc biệt là gói 5 năm với 9,19% lãi suất trong 6 tháng đầu và 10,4% trong 6 tháng, 5-4 tháng tiếp theo. Đây, màu đen này, màu nâu mới này, đúng không ạ, màu trắng. Nên bên em hôm nay về thực sự rất nhiều xe, nên mình có nhu cầu alo trực tiếp qua bên em nhé, để được tư vấn báo giá các đầu xe Xpander mới nhất. Rồi, xin chào, hẹn lại trong những cái video tiếp theo.